vẫn bốn mùa âm dương tuyết thảo tâm trí thành nghề cầu nào công bình an. Quả thực dâng lên đang chờ, quả thực dâng lên lòng tin con bái thỉnh Đức Chúa Tiên từ chung. Thiên tiên cung thỉnh mời thanh bóng đệ nhất thiên tiên tăng phóng chê thắng xe loạn thánh mẫu ngự về. Vân các thôn quê phủ dày, vân các thôn quê nghĩ hưng thiên bản họ nhà Lê thánh mẫu cài trần. Cốt cách thanh tân hình dòng, cốt cách thanh tân mười năm định sáng hôn nhân sướng kỳ. Định nhật chí kỳ tiên cung, định nhật chí kỳ đôi 11 tuổi kíp về thiên thai. Lô nhang xa nhiệt pháp giới mong nguồn chư Phật hải hội tất giáo vân tỳ sư kết cường vân thành nghĩ phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát. Sơ loạn thanh giả hồi đệ nhị thánh tiên cung thỉnh mời, mẫu đệ nhị thánh tiên tích xưa giáng ngự trên miền đông cuồng. Nhan sắc khác thường hình dòng, nhan sắc khác thường giá danh đòi một hoa vương hẹn là thắm thơ bài xiết bao, là thắm thơ bài lòng trinh không đồng một bài xa sân. Ê thủ kỳ tô tất bê đầu diền đỉnh lê thất câu chi ngang kim sưng tan đài trần bì xin hiện từ bi thì ra hộ. Nam mô Tát Đa Đâm Tam Biểu Tam Bồ Đề Cầu Chi Đâm Đát Đề Tha Áp Chết Lê Chủ Lê Trần Đề Ta Bà Ha. Nam mô Hương Cung Giang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Hương Cung Giang Bồ Tát Ma Tát. Khai quang song nhan thập cờ diệu, khai quang chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phổ hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Tha lăng tân giả ân từ bi mẫn chúng sinh cũng a kim định lễ khai quang thập cờ diệu khai quang chí thiên tôn. Sa lan thanh giả hồi cung thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời, thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ mẫu ngự miền thoại cung. Sớm kết loan phòng kính xuyên, sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng xeo an. Chẳng xét anh gian kính xuyên chàng, chẳng xét đi ngay san vàng mười nữ để lầm than ni xa. Dưới đinh chân nhang phân cười súng thiên thượng đê từ kiên thành nhiệt tại kim lô phong thành khắc nhân huân thức biến mang thập phương tích nhật xa sư miệng lạn cứu tai chương. Nam mô hương cung giang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương cung giang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương cung giang Bồ Tát Ma Tát. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu, khai quang chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả kim phổ hoàng thân thần thánh chư tiên trung vương.
tha lang tần xa ân từ bi mẫn chúng sinh cùng a kim đinh lễ khai quang thập cờ diệu khai quang chứng thiên tôn sa lan thanh giáng hồi cung trần triều có lệnh chia ra các quan thị bộ cùng là chư sinh đáo phạm nam thành vô binh đáo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi cửa tiêu cửa đài đông thờ cửa tiêu cửa đài cửa then cửa suốt xa ngoài bạch long Việt An Phong Bắc An Việt Nề An Nề Phong Tà Cư Hữu Dung Đùng Đùng Tiến Binh Sang Nam Trần Thị Nghinh Lịch Đế Vương Kỳ Thế Trị Bình truyền phán ba quan đức ông về truyền phán ba quan tả văn như võ đường ban đóng đàn lệnh truyền văn võ đối hàng thiên binh vạn mã hằng kéo xa lệnh truyền nhất đội vạn cư tới cửa vua cha xứ này tới cửa vua cha phán hỏi ba tòa các quan xứ này ở dưới trần gian quan nam tào quan bắc đầu chưa van dành dành phi cho nhị tử trang sinh
chư phú chư quý khang linh thọ trường phi cho sức mạnh khang cường. Tên gọi đại hoàng vương cô đôi tối linh, có tên gọi đại hoàng thông minh trí tuệ vẻ vang việc ở đời. Lô nhang xa nhiệt pháp giới mong ơn chư Phật, hải hội tất giáo văn tỳ sư kết từng vân thành ý phương ân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát A Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát A Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát A Tát. Thành ra hồi cung thờ mờ trong gia mai cử bề tờ mờ, chiếc thoi cô bé lưng lờ thành ra hồi cung lai lắng xa trông bề đào lai lắng xa trông khuyên cậu cửa suốt treo về cửa anh ra hồi cùng tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi cho ý loài nam thiên đền thờ phong nguyệt vô biên
dặn tiếng chuông triền nhật khoan. Trinh niềm đan vốn xưa tích cũng chốn lạc trong thì tu trung ninh đồng cuồng công chúa sáng sinh. Lành quyền cao điểm xa thì màn trao dưới trường chúa sáng trần thoáng thoảng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương. Đêm ngày dưỡng dục vì so bằng vàng ngọc nết na nhượng tình sao đầu ngân hà ý. Sáng thanh tân dịu dàng cách điệu đón phù dung dương niêm nhơn nhớ về nào mà chẳng trái lời ý. Kim môn ngọc bề nét tan thanh hai vẻ cho in hồn mò đức tinh sung nghi ý. Dân sang tuổi vừa ngoài kỳ mạn cõi trần phút đã nên tiên thuận thông biến hóa vô biên ý.
thần thông biến hóa vô biên, phàm trần ai biết phép tiên ẩn hình. Cắt nhật đương thời nay sáng từ trường đi hạ. Bài sai đôi chiêng đồ cung, nặng nặng ai vốn sông sơn trang. Tình tình hay măng trước măng giang, măng tre măng nữ cơm lam đi trà vàng. Cũng có khi sông hai đi tìm măng tre măng nữ trà vàng cơm lam. Xa sớm chiều hồ mây đằng chiếu lưng nèo ý à. Người mắng, người mừng đốt giấy làm nương. Cứ đêm đêm đốt đuốc đi rừng soi, cho con chim lạc tổ tìm đường đi lánh thân. Đôi tay thiên đốt ngọn đuốc thân, soi đường độc đạo trầm cân biết bao nhiêu loài. Cứ đêm đêm đụng để đi lên đồi, đụng đỉnh đốt đúc lên đồi à. Chim sơn ca tung cánh bay lượn nghiêng trời, ngọt xeo vui chim hót hà. Sông đang tin nữ đang sáng tỏ nâng trời, hài hoa bước lên mây. Đăng thần múa khéo thay áo thiên chân sơn hài hoa. Thướt tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca, thướt tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca. Chúa tiên về nơi trần thế, chứng cho đồng bắc ghế thành công. Những ngày vui của sơn lâm vui sao vui quá, có thú cầm về theo. Tinh 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 tàng tinh, chân bước điều ngàn đồi hoa. Tinh 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 tàng tinh, chân bước điều ngàn đồi hoa. Sông băng qua đèo đường cỏ xa, núi kia xếp núi mây lưng trời, mây lưng lờ trôi. Lộc tài trước mới xa bốn phương hội họp để đa tháng ngày, bàn
cho tiền tốt đùa xây, bông lòng cho lắm về đây càng nhiều phan cho. Xài nhân sang nhiều, bông lòng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khi sớm hôm thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm ngày 14. Sớm chiều gõ vang, tay hơi bị bạc rừng vàng, đem cho trăm họ sầu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời sầu sang. Chân người nhẹ gót tới mầm nhân nghĩa nói cầu vì hoa đẹp như sao đồ vân hà. Hết trăm khe ngàn suối, cúc trắng vàng hoa bưởi hóa chanh, đôi tay thiên thiền làm tin cảnh. Tay tiên thiền làm non cao đùng đỉnh, một mình hai hoa, 200 hoa mang về dân mẫu, đồ cho đồ phúc đặng hạ xa vinh hoa, bao hoa an tài. Đêm ngày dưỡng dục ví so bằng vàng ngọc nước na, như tình sao đầu mẫn hà ý. Tân
dịu dàng cách điều, đoạn phù sung sướng liễu nhợt như hèn nào mà chẳng trai lư. Cùng mang đế định tôn quan tam vị chúa tiên, cùng thỉnh mời chúa đệ nhất tây thiên, mời chúa lai sáng về miền sương xa. Thánh giá hồi cùng nguyệt hồ dâng văn tiên chúa, ngự trên nguyệt hồ bắc sang yên thế là nơi. Thánh giá hồi cùng lâm thao cao mại quê nhà, để tam tiên chúa ngự tòa sơn trang. Ai lên tới Lạng Sơn đính lễ, ngắm cảnh rừng tiên chúa cà phê. Thánh giá hồi cùng thỉnh mời tiên chúa bói then, ngày xưa dáng ngự một tòa sơn trang. Thánh giá hồi cùng vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ cảnh các bờ rực rỡ. Thánh giá hồi cùng phùng mạc đế đình tôn quan, phùng mạc đế đình sao y sát tùy trừ tình ý chóc ta nhìn. Trời đất im mưa xa chớp mi rồi nghi, nổi cơn đi rông cây cối nghi đổ xô làm cho chớp giật sấm ùng. Muôn loài ta kỳ kiếp kỳ dục rơi, truyền phán ba quan ai về, truyền phán ba quan tả văn hữu võ lương ban đáng đàn lệnh, truyền văn võ đôi hàng thiên binh vạn mã hăng hà kéo xa lịch, truyền nhất đôi vạn cư
đế sợ ngài chắc giáng anh linh trước là khám xét điện đình. Văn sứ dâng lên ngài vì tô đôi chúa viên dành dành phi cho nhị tự tràn xin. Thiên nhân thông phi ngài nhục nhân ngài phi thông pháp nhân si quan tục tuệ nhân chức viên thông thần nhân như thiên nhật chiếu di thể hoàn đồng khai quang pháp giới nội vô số bất hàm sông. Xuân hạ thu đông bốn mùa, xuân hạ thu đông mùa xuân công lộc, thu đông cầu tài hạ đề tốc ngách trừ tài. Tới cửa vua cha xứ này, tới cửa vua cha phán hỏi ba tòa các quan xứ này ở dưới chân sàn. Quan nam tào quan bắt đầu chưa ban dành dành phi cho nhị tự trang sinh. Giám sát thiên cai thông chi tam giới khâm sai ý đại thần
đăng vân tôn quan sáng vũ đăng vân bát màn công tài xa gần điều về làm tôi truyền văn võ đôi hàng hiên binh vạn mã hăng ngà kéo xa lịch truyền nhất đôi vạn cư tôn quan đi giờ ngày chắc dáng anh linh trước là khắp xét điện đình thiên nhân thông phi ngài nhục nhân lại phi thông pháp nhân sĩ quan tục thể nhân chức tiên thông thần nhân như thiên nhật chiếu sĩ thể hoàn đồng hai quang pháp rơi nổi vô số bất hàm dòng tới cửa vua cha sớ này tới cửa vua cha phán hỏi ba tòa các quan sớ này ở dưới chân sàn quan nam vào quan bắc đầu chúa ban dành dành phi cho nhị từ tràn sinh
sang sơn san sát đi, không đâu bằng ngày phố cát đi cảnh đôi ngả. Đùm nhu nước chảy làn làn điều một anh ra hồi cùng bơ phủ vương quan phong tôn thần nì bơ phủ vương quan phi phương diện bảo hiền ngàn ý khác thường nì sang ý việc đời chiên nhang tung vì thoại phủ các ban càng toàn điện đường chốn đó xiêm la tung vì chốn đó vua cha đồng đình bốn dòng là chúa thoại tin tam thai sinh ngã lai tam thai giữ ngã lai tam thai hộ ngã lai nhất an tam hồn đình nhị an tân phách ninh tam an thân thể gắng định vị bắc trình sinh đắc cấp như luật linh nay tới cửa vua cha phán hỏi ba tòa các quan sứ này ở dưới trần sàn. Quan Nam Thảo, quan Bắc Đầu, chúa ban dành dành phi cho nhị tử trang sinh.
xiết khỏi tô vương quan, khải tô vương quan thân đi từ tiên bảo văn đàn dẫn sự tích thanh hoàng quan tam phủ trói ban phong quyền quan ni thiết chế oai hùng nghe sầy vang bác quan tỏa văn như vong lương ban đáo đàn lịch truyền văn võ đôi hàng thiên binh vạn mã hằng hà kéo xa lịch truyền nhất đội vạn cư thiên những thông thi ngài nhục nhân ngại phi thông pháp nhân si quan tục thể những chức viên thông thần nhân như thiên nhật chiếu di thể hoàn đầu khai quang pháp rơi nổi vô số bất hàm sông
văn sứ dâng lên thương lai, văn sứ dâng lên hai vì tông đối chưa biên dành dành phi cho nhị đời trang sinh. Bác quan tả văn yêu võ nữ ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên minh vạn ba hăng ngà kéo xa lệnh truyền nhất đôi văn cư tôn quan bây giờ ngài trăng sáng anh linh trước là khám xét điện đình sau ra chỉ chóc hết tà tinh phen này hoa
xa chợt thấy biết tay. Văn sứ dâng lên thương lại, văn sứ dâng lên lại vì tâu đôi chưa biên dành dành khi cho nhị tử tràn si. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
canh khuya nghiệt lặn sao ta hơi say tiên chúa khoan khoan chiều vào gập gầy đời thấp núi cao đi trên thượng hàn tôi tu anh linh ý phượng lòng đánh mặt hoa tươi tốt khăn xanh mượt mà nhì hương thiết điểm mò xa phân nhị hương tiết điểm mò xa ý
nhà nhà hát ca vang đừng đông cuông thường hàn lại sáng tư trung điều lành điều sự phán cùng người trần gian và về đồng tin cung tuần nhà dâng lên tam bảo mười phương độ trì dâng lên tam bảo độ trì mây song